Rồi mình cầu nguyện rồi bắt đầu học nha. Nương danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, Chúa tạo dựng chúng con để sống mãi mãi với Chúa. Xin cho chúng con hiểu được thánh ý của Chúa trong cuộc đời này để chúng con thực hiện đúng ý muốn của Chúa mà làm vinh danh Chúa và đạt được bình an và hạnh phúc cho cuộc đời của chúng con. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Rồi, mình nhớ các cái bài học vừa rồi đó, mình tin có Thiên Chúa tạo dựng thế giới này và chính Kinh Thánh nói cho mình biết Thiên Chúa là một gia đình yêu thương, có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chứ không phải chỉ đơn giản là có ông trời, có thượng đế, có đấng tạo thành thôi, nhưng mà Ngài mặc khải cho mình biết, Ngài nói cho mình biết qua Kinh Thánh mình mới biết được. Còn nếu không mình chỉ biết có ông trời thôi. Và quan điểm bình dân là có trời thưởng trời phạt, nhưng mà thực sự Thiên Chúa là tình yêu, là người cha yêu thương. Ngài luôn luôn là muốn mình được hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa, và hạnh phúc cũng như bình an bắt đầu từ bây giờ. Nhưng mà khi Chúa phạt, tức là khi mình quay lưng với ánh sáng, tức là mình ở trong bóng tối, là do mình tự do lựa chọn, chứ không phải là Chúa muốn phạt mình đâu. Không có người cha người mẹ nào sinh con ra để chờ phạt nó đâu. Nhưng mà luôn muốn nó được hạnh phúc, và khi mà nó làm sai thì nó có những cái hậu quả của nó để nó biết mà nó quay trở về, còn nếu không thì nó sẽ lọt xuống hố luôn. Vì vậy mà những cái đau yếu bệnh tật hoặc là những cái sự dữ nó xảy ra để mình biết rằng cuộc đời này nó không phải là vĩnh viễn, mà cùng đích mình ở chỗ khác là trên thiên quốc chứ không phải ở đây. Cũng như bao nhiêu cái sự dữ nó xảy ra để cho mình biết tìm kiếm Chúa mới là nguồn hạnh phúc, và trần gian không phải là thiên đàng vĩnh viễn, mà trần gian chỉ là khởi đầu để mình đi vào cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu, chứ không phải là vĩnh viễn được. Vì cuộc đời của mình giờ mình có là tỷ phú đi nữa thì cũng phải chết, 100 năm rồi cũng phải chết. Cho nên Chúa cho chúng ta biết có thưởng có phạt, nhưng mà thưởng là Chúa dành cho những ai yêu mến Chúa và biết yêu thương nhau, còn hình phạt cũng phải có để cho mọi người biết là khi mình làm sai thì dĩ nhiên có cái án phạt, mà án phạt đó là do mình chọn chứ không phải là do Chúa muốn. Và Chúa không có bao giờ tiền định cho mình xuống hóa ngục đâu. Chúa luôn luôn là có chỗ cho mình trên thiên đàng, mà mình không lên thì cái chỗ đó bỏ trống á. Nên mỗi người đều có một chỗ trên đó hết á. Mà mình muốn chỗ tốt chỗ lành là nếu mình lựa chọn yêu mến Chúa trên hết mọi sự thì mình sẽ ở gần Chúa hơn thì hạnh phúc hơn. Vì vậy mà mình biết ở trong Kinh Thánh cuốn nhỏ đó, Thánh Matthew chương 13 Tân Ước đó, câu 41 đến câu 42, Chúa nói về hỏa ngục khi mình phạm tội, mình cố tình phạm tội, tức là mình dùng cái tự do của mình để mình lựa chọn cái điều sai, thì mình rơi vào cái hậu quả của điều sai đó. Giống như mình lái xe mà vượt đèn đỏ thì dĩ nhiên là cảnh sát nó cho mình ticket thôi. Hoặc là mình gây tai nạn thôi. Vượt đèn đỏ thì bên kia đèn xanh nó cứ chạy thì nó sẽ gây tai mình sẽ gây tai nạn và mình có lỗi hoàn toàn. Ở trong Matthew chương 13 câu 41 trang 67, nước nước cái gì, con người sẽ sai các thiên thần của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người.
rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lói như mặt trời trong nước của cha họ. Đó là cái dụ ngôn mà Chúa nói về lúa và cỏ lùn. À, thế giới này giống như là một cái nơi mà trong đó có cỏ lùn là những người xấu và có những người tốt được ví như là lúa, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, còn cỏ lùn là con cái của ác thần. Và tới ngày tận cùng của thế giới thì Chúa gom lại tất cả những kẻ xấu để tách biệt ra. Và những người xấu thì phải xuống nơi không có tình yêu là hỏa ngục. Còn nơi mà dành cho những ai biết yêu thương là những người công chính thì sẽ chói lọi như mặt trời. Đó là điều mà Chúa nói trong Tân Ước Matthew chương 13 câu 41-42. Như vậy hỏa ngục là cái gì? Là một cái tình trạng trong cuộc sống kế tiếp đó, là nơi mà linh hồn sẽ bị phạt để chịu đau khổ với ma quỷ, mà không phải một bữa, hai bữa, một năm, mười năm, mà forever là mãi mãi. Cái đó là cái lựa chọn của mình. Mình đi vào cái đau khổ mãi mãi là do mình tự lựa chọn bước ra khỏi cái hạnh phúc với Chúa. Tại vì tình yêu thì không có bắt buộc bao giờ hết. Chúa mời gọi, nhưng mà khi mà mình lựa chọn cái điều sai thì đó là do mình muốn, thì Chúa không có thể nào. Chúa luôn luôn là chờ đợi, mời gọi luôn luôn. Nhưng mà Chúa ví như là một cành nho vậy, mà lìa khỏi thân nho thì dĩ nhiên là cái cành nho nó bị khô héo. Trong Gioan chương 15 câu 6, trang 342. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Thì Chúa ví Ngài như là cái thân nho, mình như là cành nho vậy. Chúa là nguồn sự sống, mà mình lìa khỏi cái nguồn sự sống, đó là tội lỗi. Thì giống như cành nho, mà lìa khỏi thân nho thì nó khô héo. Thì người dọn vườn họ phải dọn đi cho nó sạch cái vườn nho của họ, rồi họ đốt đi. Vì vậy mà hỏa ngục là cái tình trạng của những người lựa chọn đi vào hỏa ngục đời đời với ma quỷ. Không phải một bữa, một năm, mười năm hay một trăm năm mà đời đời. Còn thiên đàng như bữa trước mình học là cái nơi hạnh phúc mãi mãi, yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa, và không có bao giờ nhàm chán, buồn tẻ ở trên trời. Còn hỏa ngục thì ngược lại hoàn toàn. Và làm sao mình biết có hỏa ngục được? Vì Chúa Giê-xu nói cho mình biết, chứ tự mình thì mình không biết. Tại vì nó là tình trạng của thế giới bên kia sau khi mình chết. Thì Chúa Giê-xu nói cho mình biết trong Mát-thêu chương 25 câu 41 đến câu 46 đó, là những người mà không có tình yêu với Chúa và với nhau đó thì sẽ bị phạt ở trong hỏa ngục. Là bởi vì khi ta đói, cái người không cho ăn, ta khát, người không cho uống. Và mỗi lần không làm cho những kẻ bé mọn là không làm cho chính Chúa Giê-xu. Chúa đồng hóa như là một cái người bên lề xã hội vậy. Và mình đối xử tốt với anh chị em mình thì Chúa coi như làm cho chính Chúa, thì được hưởng hạnh phúc với Chúa. Mà đối xử tệ bạc, tức là thiếu tình yêu, mình lấy mình làm trung tâm rồi chà đạp người khác, thì lúc đó là mình không giống Chúa Giê-xu đến để phục vụ, mà đến để bắt người khác phục vụ theo ý mình. Thì lúc đó là mình đi theo cái đường lối của ma quỷ và của trần gian. Thì dĩ nhiên không có chỗ trên nước trời, nơi dành cho những ai biết yêu vô điều kiện. Ai sẽ tới hỏa ngục? Dĩ nhiên là những người phạm tội trọng. Thì họ đã chọn xa cách Chúa đời đời rồi. Cho nên trong sách Khải Huyền, cuốn sách cuối cùng đó, chương 20 câu 15, những người không có tên trong sách sự sống thì sẽ bị ném vào hồ lửa. Tại vì ghi như vậy là bởi vì mình lựa chọn, tất cả mọi người đều có được chọn, được sinh ra để được ở hạnh phúc đời đời với Chúa. Nhưng mà khi mà mình lựa chọn
mình có tự do mà mình lựa chọn theo ý của mình và ích kỷ, không có biết yêu thương thì không giống Thiên Chúa tình yêu, thì không có chỗ ở trên trời. Còn Chúa sinh mình ra là Chúa dành sẵn cho mình một chỗ rồi. Nếu mà Ngài không yêu mình thì Ngài không có tạo ra mình, mà mình đã được sinh ra là sinh ra trong tình yêu của Chúa. Có bao giờ có thể ra khỏi hỏa ngục không? Nếu ai đã vào trong hỏa ngục đó thì sẽ ở lại mãi mãi. Câu số 4, remain forever, ở lại mãi mãi, vì họ đã chọn xa cách Chúa đời đời rồi. Như vậy cái đau khổ ở trong hỏa ngục đó là cái gì? Là vì Chúa là nguồn sự sống, nguồn niềm vui, nguồn ánh sáng. Cho nên cái đau khổ của hỏa ngục đó là bị trói buộc trong bóng tối, trong sự buồn tẻ, trong sự hối hận đời đời, và nhất là ở với những người ghét sự thiện. Những người mà họ không có bao giờ làm sự thiện hết, họ không có làm bao giờ làm điều tốt hết, họ chỉ làm điều xấu và họ không có thích làm điều tốt. Mà mình ở với họ thì khổ đời mình rồi, mà ở mãi mãi. Và cái khu nhà mà để đâu nó ăn cắp đó, đi vắng cái nó đập cửa vô nhà nó ăn trộm ăn cắp hết, thì chắc chắn là mình không thể nào ở yên được. Mà ở đây là ở mãi mãi với ma quỷ, là nơi không có tình yêu, thì cái đau khổ đó nó lớn vô cùng. Và mình biết là mình có tự do lựa chọn, chứ không ai bắt buộc mình hết. Nên không ai trách Chúa là tại sao con phải xuống hỏa ngục, là bởi vì trần gian mình đã lựa chọn theo cái đường lối của hỏa ngục, là không có tình yêu, vô cảm đối với Chúa và vô cảm đối với nhau rồi. Cho nên trần gian là cái nơi để mình phải xây dựng tâm hồn của mình có tình yêu giống Chúa. Câu thứ 6 là cái đau khổ tệ hại nhất ở trong hỏa ngục là gì? Là vĩnh viễn xa cách Chúa đời đời. Là nếu mà bị phạt cái bị gì đó trong một thời gian ngắn thì còn đỡ, còn ở đây là forever, là mãi mãi. Chúa là nguồn tình yêu, là nguồn hạnh phúc, mà bây giờ mình phải xa cách cái nguồn hạnh phúc đời đời, không có bao giờ có hạnh phúc nữa hết. Thì cái đây là cái sầu khổ lớn nhất, và làm cho đau đớn cho những cái tâm hồn, những con người mà đã hối hận đời đời ở trong hỏa ngục, là mình đã lựa chọn sai. Mà mình có mấy chục năm trên trần gian để mình lựa chọn, mình đã lựa chọn sai, thì cái đó mình chịu trách nhiệm. Trong sách thư Thessalonica, thư thứ 2, chương 1, câu 7 đến câu 9, Thánh Phaolô nói về cái tình trạng của hỏa ngục này. Và cho anh em, những kẻ gặp gian truân, được nghỉ ngơi với chúng tôi. Việc ấy sẽ xảy ra khi Chúa Giê-xu từ trời xuất hiện cùng với các thiên thần hùng mạnh của Người, trong ngọn lửa cháy bừng, để báo oán những kẻ không chịu nhận biết Thiên Chúa và những kẻ không vâng theo tin mừng của Chúa chúng ta là Đức Giê-xu. Những kẻ ấy sẽ lãnh án diệt vong muôn đời, xa thánh nhan Chúa và quyền năng vinh hiển của Người, khi Người đến trong ngày ấy để được tôn vinh giữa các thần thánh của Người và được ngưỡng mộ giữa mọi kẻ đã tin, mà anh em cũng đã tin lời chứng của chúng tôi. Thì Thánh Phaolô diễn tả là ngày mà Chúa đến thì các thiên thần cùng đến với Chúa, và những người mà không có vâng theo lời của Chúa mà chọn theo ý của riêng mình, và họ sẽ hối hận đời đời vì họ đã không có nhận biết thế giới này chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi. Và mình không yêu mến Chúa và không có muốn ở với Chúa. Ngay trần gian này mình không muốn rồi, mình không có chuẩn bị để sống đời đời với Chúa rồi. Thì dĩ nhiên là Chúa đâu có bắt buộc mình ở đó. Mà không có chỗ trên thiên đàng, dĩ nhiên là đi xuống hỏa ngục. Thì đó là cái phần lựa chọn của những ai mà họ tự lựa chọn đi cái con đường đó. Thì Chúa tôn trọng cái tự do của từng người. Cho nên người ta nói hỏa ngục là có lửa, thì thật sự là có lửa không hề tắt của hỏa ngục, nhưng mà lửa của hỏa ngục nó không phải như lửa của trần gian đâu. Trần gian lửa mình bỏ cái củi vào thì nó tiêu tan,
nó sẽ đốt cháy, nó tiêu tan. Nhưng mà lửa đây là một loại lửa thiêng, nó không có thiêu hủy linh hồn của mình, nó chỉ làm đau khổ thôi. Cái lửa hối hận đời đời trong đó, cái lửa chịu đau khổ mà con người hối hận mà không có con đường thoát ra được. Mà người ta gọi là lửa đời đời theo cái diễn tả gọi là lửa thiên ở bên kia thế giới. Lửa trần gian và lửa hỏa ngục nó khác nhau lắm. Nó lửa hỏa ngục nó chỉ gây đau khổ cho linh hồn và thân xác mà không có tiêu hủy linh hồn và thân xác. Còn lửa trần gian thì nó làm tiêu hủy, mình đốt tờ giấy thì tờ giấy nó tan. Còn ở đây là nó không có tan, nó chỉ có làm cho mình sầu khổ mãi mãi vì lựa chọn xa cách Chúa đời đời. Rồi còn cái đau khổ là ở chung với ma quỷ, cái cảnh khốn cùng là ở với ma quỷ đời đời. Và những người ghét sự thiện, những người làm điều ác ở trên thế giới này, ở chung với nhau nữa. Cho nên cái nơi đó không có tình yêu. Thì vừa ở với những người không có tình yêu, vừa ở với ma quỷ là những kẻ độc ác. Thì dĩ nhiên là chúng ta khốn khổ vô cùng, mà lại forever là mãi mãi. Cho nên đó là những cái sầu khổ của hỏa ngục. Và ở dưới hỏa ngục, cái mức độ đau khổ nó có khác nhau không? Thì cái mức độ đau khổ nó có khác nhau tùy theo cái tội của mình lớn hay nhỏ. Chẳng hạn như Hitler mà giết mấy chục triệu người thì cái tội nó khác với cái kẻ sát nhân giết con người. Hai cái tội nó khác nhau. Nó xuống hỏa ngục thì dĩ nhiên Hitler phải tội chịu cái tội nặng hơn và đau khổ nhiều hơn. Còn người mà giết có một người thì nó khác. Rồi thế giới ngày hôm nay người ta giết rất nhiều em bé. Thì phá thai một lần nó khác, còn phá thai nhiều lần nó khác. Đó là những cái mà chúng ta biết qua Chúa Mạc Khải mình mới biết là về cái hỏa ngục đời đời. Và cái bí mật của Fatima năm 1917 khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, nước Bồ Đào Nha, đó, ngày 13 tháng 5 cho tới 13 tháng 10, hiện ra 6 lần. Thì Đức Mẹ cho các em thấy thị kiến về hỏa ngục. Có nhiều người lao vào hỏa ngục và họ không có muốn đến với Chúa thì họ đã xa hỏa ngục tại vì họ lựa chọn đến đó. Và Đức Mẹ bảo hay cầu nguyện để xin Chúa cứu khỏi lửa hỏa ngục, để tức là mình phải sám hối, quay về với Chúa để không có rơi vào hỏa ngục. Rồi trong thực tiễn là mình phải luôn luôn nghĩ về hỏa ngục là cái nơi án phạt, để mình phải biết về nơi đó và quyết tâm lựa chọn không có đi tới hỏa ngục và cầu nguyện mỗi ngày để mình không chết lúc phạm tội trọng ở trong linh hồn của mình. Vì vậy mà có tội trọng là mình phải đi xưng tội, ăn năn tội ngay lập tức và đi xưng tội càng sớm càng tốt để thanh tẩy tội lỗi của mình. Và khi mình chưa đi xưng tội được thì mình có cái kinh ăn năn tội đó. Lạy Chúa Con, Chúa đứng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Là mình phải thuộc lòng kinh ăn năn tội để vì yêu mến Chúa mình ghét tội lỗi và mình dứt khoát không có tiếp tục ở trong những dịp tội nữa, và mình cố gắng để đi xưng tội càng sớm càng tốt. Thì với cái lòng ăn năn hối cải đó, nếu mình chưa gặp được linh mục đó, thì Chúa cũng cho mình sự tha thứ. Nhưng mà tốt nhất là đi gặp linh mục càng sớm càng tốt để xưng tội. Còn nếu mà bị tai nạn hoặc là tình trạng hiện giờ chẳng hạn, mình không đến nhà thờ được, không gặp linh mục được, thì mình đọc kinh năn tội vì yêu mến Chúa, con dứt khoát với tội lỗi, xin Chúa giúp con, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con, là mình ăn năn tội vì mình yêu mến Chúa, chứ không phải ăn năn tội vì mình sợ xa hỏa ngục. Hai cái lý do khác nhau. Ăn năn tội vì mình á, là mình lấy mình làm trung tâm, là mình sợ xa hỏa ngục cho nên mình hối hận.
Còn anh đang tội vì Chúa là vì mình yêu mến Chúa, mình không có muốn làm mất lòng Chúa nữa, là Chúa là đấng tốt lành, là đấng yêu thương mình và tạo dựng mình để ở đời đời với Chúa. Mà tại sao mình lại lựa chọn cái điều sai như vậy? Thì bây giờ mình dứt khoát quay trở về, không có phạm tội nữa. Thì lúc đó Chúa nhận được cái lòng của mình. Chúa có đủ cách để tha thứ tội lỗi cho mình. Và Chúa luôn luôn muốn tha thứ tội lỗi cho mình, muốn mình trở về để được tha thứ. Khi mình đọc vào trong Phúc Âm Thánh Luca chương 15 đó, về đứa con hoang đàng, nó đi ăn chơi, phung phí hết tiền của rồi, khi nó nghèo đói rồi, nó mới nhớ tới cha nó mong về để được ăn no thôi. Nhưng mà người cha từ xa đã thấy nó và chạy ra ôm chầm lấy nó, hôn lấy hôn để, con ta đã mất nay sống lại, đã chết nay đã được sống lại rồi, đã mất nay tìm thấy. Thì người cha không có kể gì tội lỗi của đứa con hết, người cha luôn luôn tha thứ. Nhưng mà khi nó trở về nó mới nhận được, còn nó không chịu trở về, người cha biết nó ở đâu, người ta có thể là mời gọi nó thôi, chứ người ta cũng không có bắt buộc. Trong tình yêu không có bao giờ bắt buộc. Người ta hay nói là ép dầu ép mỡ, ai nợ ép duyên. Trong tình yêu không có ép buộc, luôn luôn là mời gọi, mà hai bên đáp trả với nhau. Thì Chúa mời gọi và con người có chịu đáp hay không, đó là phần của con người. Thì Chúa mời gọi và mình ăn năn tội mỗi đêm trước khi mình ngủ. Biết đâu tối nay mình ngủ luôn, mình đâu có biết. Cho nên luôn luôn là ăn năn tội lỗi của mình, càng sớm càng tốt, để mình không có rơi vào cái tình trạng là mình chết mà còn có tội trọng trong người. Cho nên luôn luôn là xét mình mỗi đêm và ăn năn tội lỗi của mình, để mình chết trong sự thánh thiện, trong cái tâm tình yêu mến Chúa. Rồi có những cái tội mà nghịch lại với niềm hy vọng Kitô giáo đó, tức là người ta bóp méo cái lòng thương xót của Chúa. Tức là có những người cứ giả định là Chúa yêu vô cùng, cho nên họ không có chịu ăn năn hối cải gì hết. Và họ cứ nghĩ rằng là Chúa là tình yêu, cho nên họ cứ phạm tội. Rồi họ nghĩ rằng là trước sau thì Chúa cũng tha thôi. Cũng giống như là đứa con nó hư cỡ nào nữa, hay nó đói mà nó cha mẹ mà thấy nó thì sẽ tha thứ cho nó thôi. Cho nên nó không có chịu hối cải. Thì cái đó là bóp méo cái lòng thương xót của Chúa. Chúa thương xót vô cùng, nhưng mà nếu đứa con hoang đàng nó không trở về nó, thì nó không nhận được sự tha thứ đó. Người cha vẫn may áo đẹp cho nó, vẫn để sẵn nhẫn cho nó, vẫn để sẵn giày dép cho nó, mọi thứ. Nhưng mà khi nó quay trở về thì nó nhận được, còn nó không có quay trở về thì nó vẫn ở trong tội lỗi, ở trong cơn đói của nó. Cho nên đừng có bao giờ ý lại cái lòng thương xót của Chúa, mà phải tin rằng khi mình quay trở về, Chúa luôn luôn tha thứ vô điều kiện, bởi vì Chúa yêu thương mình. Vì vậy mình không có cái tội là xúc phạm đến lòng thương xót của Chúa bằng cách lạm dụng lòng thương xót của Chúa, mà biết rằng Chúa yêu thương thì mình phải hoán cải, phải quay trở về. Cho nên có những người là họ bóp méo cái lòng thương xót của Chúa, và hay là lạm dụng lòng thương xót của Chúa mà không có chịu hối hận gì hết. Thì cái đó họ vẫn cứ tiếp tục giữ cái tình trạng tội lỗi của họ. Thì họ chết, dĩ nhiên là họ không có chỗ trên thiên đàng rồi, bởi vì Chúa yêu thương vô cùng, nhưng mà họ lại không có yêu Chúa và lấy mình làm trung tâm, không có quay về với Chúa. Rồi có những người thì thất vọng về lòng thương xót của Chúa, nghĩ rằng mình nhiều tội lỗi quá, cho nên họ không có chịu hối cải. Cho nên hai trường hợp đó đều không có hối cải thì cũng không được. Chúa luôn luôn thương xót, tha thứ cho mình, thì mình phải luôn luôn quay trở về với Chúa. Còn hai cái tội là lạm dụng lòng thương xót Chúa hay là không tin vào lòng thương xót Chúa, thì hai cái đó đều có tội hết. Và cả hai trường hợp đều không có hối hận, không có quay về với Chúa. Cho nên họ không nhận được sự tha thứ của Chúa. Và có thể nói đó là cái tội chống lại Chúa Thánh Thần. Tại Chúa tác động trong lòng mình, mà mình ngụy biện để mình nói theo ý của mình, để mình tiếp tục ở trong tình trạng tội lỗi.
Mặc dầu là mình sống tốt và mình có một cái niềm hy vọng một cách khiêm nhường là mình không có phạm tội trọng, thì dĩ nhiên là mình không có rơi vào hỏa ngục. Thì điều đó là điều tốt. Nhưng mà suy niệm về cái vấn đề có phạt ở hỏa ngục, cũng như là mình cố gắng để cầu nguyện và hy sinh đền tội để cứu nhiều người không có rơi vào hỏa ngục, để tất cả đều gặp nhau trên thiên đàng. Mình mong muốn toàn thế giới để gặp nhau trên thiên đàng, mong muốn mọi người đều sống bình an và hạnh phúc bây giờ và trên thiên quốc. Thì mình phải cổ võ mọi người để sống thánh thiện. Đó là cái công việc mà mỗi người chúng ta phải nỗ lực, không phải chỉ lo cho mình thôi, mà phải nghĩ tới tất cả những người khác nữa, để tất cả đều gặp nhau ở trên thiên quốc. Đó là cái công việc mà chúng ta phải làm và cầu nguyện cho mọi người ở trên toàn thế giới, chứ không phải là chỉ lo cho phần mình. Vì tình yêu của Chúa không có ích kỷ, mà cả trong lời cầu nguyện mình cũng nghĩ tới mọi người nữa. Đó là thiên đàng, hỏa ngục thì chúng ta đã học. Rồi những người mà không có tội trọng nhưng mà cũng chưa có được thanh sạch hoàn toàn để vào nước trời, là cái nơi dành cho những ai yêu Chúa một cách trọn vẹn. Như vậy thì họ đi đâu sau khi họ chết? Thì có một cái nơi để thanh luyện, gọi là luyện ngục. Giống như mình được mời tới tiệc cưới rồi, nhưng mà trên đường đi áo mình nó dơ, rồi bụi bẩn, thì mình phải đi tắm rửa, rồi thay áo mới để đi vào dự tiệc cưới với mọi người. Người ta đang ăn mặc đẹp, mà giờ người của mình đây là dầu mỡ, bụi bặm, hôi, thì bây giờ mình phải đi tắm đã. Thì cái nơi đó gọi là luyện ngục. Thì trong sách Maccabê đã cầu nguyện cho những người chết khi họ phạm tội. Thì luyện ngục là cái gì? Luyện ngục là cái tình trạng tạm thời gọi là hình phạt đó, sau khi mình chết, để cho những người mà họ có những cái tội nhẹ hoặc là những cái tội mà họ chưa đền được đó, thì họ có nơi để thanh luyện. Mà Chúa Giêsu cũng đã từng nói là cái tội mà chống lại Chúa Thánh Thần thì không được tha đời này lẫn đời sau, tức là họ cố chấp thì đời này cũng không được tha, mà đời sau cũng không được tha, tức là đời sau vẫn còn có được thanh luyện nữa. Và làm sao mình biết là có luyện ngục được? Thì Kinh Thánh và lời dạy của giáo hội nói cho mình biết là có luyện ngục, như trong 1 Cô-rinh-tô chương 3 câu 14, câu 15. 1 Cô-rinh-tô trang 507. Con Kinh Thánh nhỏ này là cái 507. Câu 14. Công việc xây dựng của ai tồn tại trên nền thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng. Còn công việc của ai bị thiêu hủy thì người ấy sẽ phải thiệt. Tuy nhiên, bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa. Là giống như vàng mà nó dính cái gì dơ, nó phải thử qua lửa, rồi đốt những cái mà nó bám vào đó, thì nó còn lại vàng ròng. Phải thử qua lửa, và những cái gì không thuộc về Chúa nó phải được tẩy luyện đi. Thì Thánh Phaolô diễn tả bản thân người ấy thì sẽ được cứu, nhưng như thể là băng qua lửa để thanh tẩy. Và Chúa cũng nói là trong Matthew chương 5, ngươi sẽ không ra khỏi đó cho tới khi trả đồng xu cuối cùng, là Chúa công bằng vô cùng. Cho nên cái gì mình làm gây hậu quả thì mình cũng phải trả, chứ không có. Matthew chương 5 câu 26, thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Chúa công bằng vô cùng, Chúa luôn luôn là tha thứ vô điều kiện, nhưng mà hậu quả của tội lỗi đó mình gây ra mình phải đền. Ví dụ như là người mà uống rượu say đập kính xe người ta, xin lỗi người ta tha cho mình thì ok, tội của mình được tha, không có gọi cảnh sát bắt bỏ tù.
Nhưng mà đập kính xe người ta $500 phải đi thay kính xe cho người ta chứ. Không lẽ 10 lần mình uống rượu say rồi mình đập kính xe người ta mình xin lỗi là xong. À, cho nên cái hậu quả của nó mình phải đền là phải đi thay kính xe khác. À, vợ chồng mà cãi lộn nhau á, à, sau khi mình xưng tội về phải xin lỗi nhau chứ. Chẳng lẽ cứ cứ cãi nhau mỗi ngày xong rồi đi xưng tội rồi về là hết đâu. À, phải về làm hòa, à, phải làm việc đền tội, phải xin lỗi nhau. À, rồi có nhiều cái mình nói hành nói xấu người ta mình phải trả lại tiếng tốt cho người ta chứ đâu phải xưng tội là xong. À, mình nói sai sự thật, mình vu cáo người ta thì mình phải nói đúng sự thật. À, và mình phải xin lỗi rồi phải chứ đâu phải đi xưng tội là xong đâu. Cho nên có nhiều cái tội của mình gây ra mình xưng tội thì Chúa tha thứ nhưng mà hậu quả của nó mình vẫn phải đền ở trong luyện ngục. À, và phải đền đời này, nếu đền đời này thì khỏi phải đền trong luyện ngục, còn mình chưa đền đủ thì mình sẽ đền ở trong luyện ngục, à, là nơi thanh tẩy cuối cùng. Lúc mình chết rồi mình thấy hậu quả của mình gây ra nó sẽ ảnh hưởng tới cỡ nào. À, một người mà ăn cắp xe, à, giả dụ, à, là hư xe, à, cho một cô gái đứng ẵm đứa nhỏ lúc, à, ngồi trên highway rồi xong rồi bao nhiêu người núp ở trong bụi để chờ người ta dừng lại giúp. À, thì ra đập người ta bị thương hay gì đó rồi cướp xe người ta thì từ đó về sau cái hậu quả của nó là làm cho người khác không dám giúp ai trên xa lộ nữa hết. À, tại khi giúp là có thể trong bụi rậm hay là trong xe có người khác họ ra họ dí súng họ sẽ cướp xe của mình hay là họ giết mình. À, cho nên nó làm cho ở trên thế giới người ta không tin nhau ở trên đường đi. À, và cái người nạn nhân thực sự không ai dám giúp hết, tại vì còn cái nạn nhân giả tạo một lần gây ra thì làm cho người khác mất niềm tin lẫn nhau thì nó ảnh hưởng cả một cái xã hội chứ không phải cái tội của một người đó mà thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng đến cả xã hội. À, rồi có rất nhiều tội mà mình phạm rồi mình phải đền chứ không phải là chuyện đơn giản. À, và nó có liên hệ cả xã hội nữa. À, vì vậy mà chúng ta biết là có cái nơi để thanh luyện cuối cùng. Cái đau khổ ở trong luyện ngục đó là một cái đau khổ tạm thời trước khi mình được về ở với Chúa. Nhưng mà Thánh Augustino nói là những cái trên trần gian này mình cho là đau khổ nhất cũng không bằng cái đau khổ nhỏ nhất ở trong luyện ngục. À, tại vì ở bên đó mình biết có Thiên Chúa yêu thương tốt lành vô cùng là chân thiện mỹ mà linh hồn mình hướng về chân thiện mỹ là Thiên Chúa tốt lành nhưng mà mình không có được có thể đến gần Ngài, mình còn phải được thanh luyện thì cái sự chờ đợi đó là một cái đau khổ rồi. À, và nó đau khổ rất là nhiều bởi vì lúc đó mình biết rõ ràng. À, rồi bao lâu mình sẽ ở lại trong luyện ngục đó thì dĩ nhiên là do lòng thương xót của Chúa mình không có biết được là bao lâu. Tùy theo cái số lượng tội lỗi của mình đã phạm bao nhiêu thì mình phải ở đó bao lâu, mà tất cả cái đó là do Chúa phán xét mình không có biết. Nhưng mà Chúa đã nói là phải trả tới đồng xu cuối cùng theo lẽ công bằng. À, thì mình phải trả để thanh luyện tới khi nào mình yêu Chúa trên hết mọi sự thì mình mới ở với bên bên Chúa. Rồi câu thứ bảy, sau khi mình rời luyện ngục thì mình đi đâu? Mình lên thiên đàng. À, tại vì nơi đó chỉ là tạm thời thôi. À, sau khi rời luyện ngục thì mình sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Linh hồn tôi khao khát Chúa Trời hằng sống. Khi nào tôi mới được bệ kiến dung nhan Ngài? Trong Thánh Vịnh 41 câu 3. À, linh hồn mình khao khát Chúa thì linh hồn mình mong muốn được trở về với Chúa, được ở với Chúa. À, giống như hai người yêu mong muốn được gặp nhau vậy. À, giờ xa cách nhau lâu quá, bây giờ mong muốn được gặp nhau thì đó là một cái niềm vui, một cái hạnh phúc mà Chúa là nguồn hạnh phúc và Chúa tạo dựng mình cho Chúa. Mình chỉ có hạnh phúc thật sự khi mình được gặp Chúa và ở với Chúa. Rồi còn những linh hồn đi vào trong luyện ngục, tức là những người thân nhân bạn bè của mình, những người đã chết mà họ đi vào luyện ngục, mình không biết lúc họ chết là Chúa cho họ lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục hay là vào luyện ngục, mình không biết. Nhưng mà người ta chết thì mình cầu nguyện cho họ. À, bởi vì thường là ai cũng có những cái lầm lỗi, có thể họ chưa có đền trả được thì mình cầu nguyện cho họ.
Thì khi mà mình cầu nguyện cho họ, nhất là dâng thánh lễ, cầu nguyện cho người chết, hay làm việc lành phúc đức dâng cho Chúa, để xin Chúa cho người quá cố, người thân quá cố đó, đã qua đời đó, được sớm hưởng hạnh phúc ở bên Chúa. Thì đó là cái hạnh phúc cho mình. Vì mình có cái sự thông hiệp với nhau. Vì khi mình nhận bí tích rửa tội, mình là một trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô rồi. Thì Chúa Giêsu là đầu, chúng ta là chi thể. Và chi thể của Chúa Giêsu có những người ở trên thiên đàng là thánh thiện. Họ đã ở trên thiên đàng gọi là giáo hội khải hoàn. Còn chúng ta ở giữa trần gian là giáo hội chiến đấu. Còn các linh hồn nơi địa ngục á, là giáo hội đau khổ. Họ còn phải được thanh luyện và họ không có thể lập công đền tội được nữa. Thì mình ở trần gian mình có thể lập công đền tội được, thì mình dâng lễ cho họ, mình làm việc bác ái hy sinh gì đó, mình dâng cho Chúa, xin Chúa cứu linh hồn đó. Thì trong cái mầu nhiệm thông công với nhau đó, giống như tay phải đau thì tay trái băng bó cho, thì chúng ta có thể giúp cho các linh hồn nơi địa ngục, và chính các linh hồn nơi địa ngục cũng cầu nguyện giúp cho mình nữa. Chứ không phải là mình giúp cho họ là họ không giúp cho mình, họ luôn luôn cầu nguyện cho những ân nhân. Ở trần gian mình có thể giúp người khác, họ có thể phản bội mình, đó là chuyện bình thường của trần gian. Nhưng mà các linh hồn nơi địa ngục đó, khi mình giúp họ đó, thì họ sẽ cầu nguyện và họ sẽ giúp mình cho tới khi nào họ thấy ân nhân của họ được lên thiên đàng. Cho nên chắc chắn là giúp các linh hồn nơi địa ngục, chúng ta sẽ không có bị mất gì hết, mà chúng ta sẽ được giúp lại trong cái thân mình mầu nhiệm của Hội Thánh. Thì khi họ về thiên đàng, họ sẽ giúp mình. Vì vậy mà có nhiều vị thánh, khi giờ hấp hối của họ đó, người ta thấy thị kiến là muôn vàn hàng ngàn người đến chung quanh giường họ, đưa họ về trời. Tại vì những người đó cầu nguyện với Chúa và giúp cho cái người đó trong giờ hấp hối được lên thẳng thiên đàng. Thì có nhiều người được như vậy. Thì chúng ta biết là chúng ta không có chiến đấu một mình đâu, mà có triều thần thánh trên trời, có các thiên thần, các linh hồn nơi địa ngục giúp đỡ mình, rồi cả toàn thể giáo hội cầu nguyện cho mình nữa. Nên chúng ta là một đại gia đình của Chúa, và chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta giúp các linh hồn nơi địa ngục thì các linh hồn nơi địa ngục cũng giúp đỡ mình. Và trong Cựu Ước thì sách thứ hai của Maccabê chương 12 đó, có những người lính của Giuđa họ phạm tội. Thì Giuđa Maccabê đã xin lễ ở Jerusalem để cầu nguyện cho những người chết. Thì cái thói quen đó đã có từ trong Cựu Ước rồi, để xin Chúa tha thứ tội lỗi cho những người đã ra đi. Và mình làm sao có thể tránh đi tới địa ngục? Thì thứ nhất là mình phải cố gắng mọi cái xúc phạm đến Chúa, dù cái tội nhỏ nhất mình cũng không có phạm. Mình phải nỗ lực để không có phạm tội, dù là cái tội nhỏ nhất mình cũng không phạm. Rồi làm việc đền tội càng sớm càng tốt. Dù những cái tội đó mình xưng rồi, mình vẫn làm việc đền tội. Và tập những cái thói quen tốt là không có nói hành nói xấu người ta. Nói hành nói xấu người ta thì mình phải trả tiếng tốt lại cho người ta. Rồi mình làm thiệt hại ai cái gì, mình phải đền càng sớm càng tốt. Làm thiệt hại người ta một cái công việc gì đó. Mà có nhiều cái việc mà mình làm thiệt hại mà mình không cách nào đền được. Chẳng hạn như mình làm cho gia đình người ta mất hạnh phúc chẳng hạn. Rồi gia đình người ta ly dị. Rồi ông đi lấy bà khác. Rồi bà thì đi lấy chồng khác. Rồi con cái nó bơ vơ. Giờ mình xưng tội xong làm sao mình đền được? Làm sao cho hai người đã hàn gắn với nhau được? Có thể là vì một cái lời nói nào đó của mình làm cho hai người hiểu lầm với nhau rồi xung đột với nhau. Nhất là có những người họ chỉ cần nói, tạo ra những cái câu chuyện, rồi có ông chồng hay ghen hay là bà vợ hay ghen, rồi đưa câu chuyện đó, gọi điện thoại nói chuyện với người đó, thì hai chồng họ cãi nhau, họ xung đột với nhau, rồi họ nghi ngờ với nhau, rồi họ chia tay. Là nhiều khi lỗi của mình mà xưng tội rồi mình phải đền, mà trường hợp đó làm sao đền được? Cho nên chắc chắn là mình nỗ lực tối đa cũng không có cách nào đền được ở trần gian đâu. Bên kia thế giới mình sẽ phải tiếp tục đền.
Rồi mình giết người, phá thai chẳng hạn, làm sao đền được mạng sống của em bé hay là mạng sống của cái người nào đó mà mình giết người ta chết rồi, làm sao đền được. Nên có nhiều cái mình nỗ lực mình cũng không có đền được. Vì vậy mà có nhiều công việc từ thiện chẳng hạn, như nuôi các em bé cô nhi chẳng hạn, là để đền tội, đền những cái tội lỗi mình đã phá thai hoặc là đã giết người hoặc làm cái gì đó mà gây ra thiệt hại cho người khác mà bây giờ mình không cách nào mà trả được hết. Thì mình làm việc bác ái từ thiện để xin lòng thương xót của Chúa, để mình cố gắng bao nhiêu có thể để đền tội lỗi của mình. Vì vậy mà tránh xuống hân địa ngục đó. Xuống hân ngục thì do mình cố tình rồi, thì cái đó là không cách nào cứu được rồi. Nhưng mà khi mình xuống địa ngục thì bao lâu mình còn sống là bấy lâu mình cố gắng để làm việc đền tội càng nhiều càng tốt. Rồi còn lại thì xin Chúa thương xót mình. Ở trong mỗi thánh lễ đều cầu nguyện cho người sống và người chết hết. Và riêng tháng 11 là giáo hội cầu nguyện cho những người đã qua đời. Và đặc biệt là ngày 2 tháng 11 là ngày lễ cầu nguyện các linh hồn nơi địa ngục. Và mỗi tuần, ngày thứ hai mỗi tuần là cầu nguyện các linh hồn nơi địa ngục. Ngày thứ ba là cầu nguyện với thiên thần bản mệnh để cảm ơn Ngài luôn luôn ở bên cạnh để giúp đỡ mình. Ngày thứ tư, kính Thánh Giuse. Thánh Giuse là cha nuôi của Chúa Giêsu và cũng là đứng bảo trợ hội thánh và bảo trợ các gia đình. Ngày thứ năm, kính Chúa Giêsu lọc bí tích thánh thể. Ngày thứ sáu, kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, trái tim Chúa yêu chúng ta đến độ những giọt nước và những giọt máu cuối cùng từ trái tim Chúa đã tuôn trào ra để yêu thương và để cứu độ chúng ta. Cho nên ngày thứ sáu là kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày thứ bảy kính Đức Mẹ, ngày Chủ nhật là dành để tôn thờ Chúa Ba Ngôi và cùng với Chúa Giêsu và Thánh Thần của Chúa để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha. Nên nhớ tuần lễ là có 7 ngày. Thứ hai, nhớ cầu nguyện các linh hồn nơi địa ngục, nhất là những người thân nhân của mình đã qua đời, để mình khỏi quên. Rồi ngày thứ ba, kính Thiên Thần bản mệnh của mình. Thứ tư, kính Thánh Giuse. Thứ năm, kính Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, mình chầu thánh thể, mình ở với Chúa Giêsu. Thứ sáu là kính Thánh Tâm Chúa, trái tim Chúa yêu thương loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc lại còn khinh mạng dễ vui. Cho nên mình đến, mình đền tội, mình yêu mến Chúa để đền những tội lỗi con người vô cảm với tình yêu của Chúa. Rồi thứ bảy là kính Đức Mẹ. Chủ nhật là dâng lễ lên Thiên Chúa Cha. Nhớ được không? Không nhớ là bữa nào ghi lại là làm bài thì nhớ. Nên chúng ta biết là các linh hồn nơi địa ngục giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Vì vậy mà các linh hồn nơi địa ngục, họ là những linh hồn chờ đợi để về với Chúa. Và Chúa vẫn luôn luôn yêu thương họ. Vì vậy khi mình giúp các linh hồn nơi địa ngục, thì các linh hồn đó luôn luôn giúp đỡ mình một cách rất là bất ngờ. Chứ không, chúng ta cũng không có ngờ được đâu. Ở trên Công Tum, hồi trước có một cái bà chuyên môn mà đi buôn trong các làng thượng. Mà khi xe nó đi ở ngoài thôi, còn khi đó là phải gánh gồng vô trong các cái làng thượng để buôn bán cá mắm muối này kia. Thì bọn cướp nó theo dõi bà. Và nó nghĩ rằng là đi qua những cái eo núi như vậy đó là có thể cướp lấy tiền của bà. Rồi xô bà xuống vực thẳm cũng chẳng có ai biết. Nhưng mà cứ mỗi lần mà chuẩn bị bà cướp bà đã đó, thì người ở đâu đi của bà đông quá. Và bao nhiêu lần, mấy năm trời nó theo dõi mà không có làm gì được. Cuối cùng nó phải tới thú nhận bà có cái gì đặc biệt lắm. Chúng tôi phải thú nhận là đã theo dõi bà suốt 2 năm rồi. Có rất nhiều cơ hội để cướp bà. Nhưng mà lạ lùng là cứ mỗi lần mà chúng tôi tới cái eo núi chuẩn bị tấn công bà thì người ở đâu đi với bà đông dữ vậy. Thì bà nói là tôi luôn luôn là lần chuỗi cầu nguyện cho các linh hồn nơi địa ngục thôi. Chính các ngài giúp tôi thôi.
Sau đó là nó biết rồi, nó không có bao giờ theo cái bà đó nữa. Tại theo bà đó là có nhiều linh hồn ở địa ngục giúp bà. Cho nên nó không có dám cướp bà đó nữa. Cho nên các linh hồn ở địa ngục đó, nhiều khi họ giúp mình cách rất là bất ngờ. Mình không thể nào biết được, nhưng mà chắc chắn là các ngài không có bao giờ bỏ rơi những ân nhân đã giúp họ ở dưới địa ngục. Và mỗi ngày theo luật của Hội Thánh, nếu chúng ta đi lễ, rước lễ và xưng tội đều đặn để giữ tâm hồn kết hiệp với Chúa, rồi làm một trong ba việc vào cái hội mân côi để lần chuỗi mân côi với hội, hoặc là chầu thánh thể nửa tiếng, hoặc là đọc kinh thánh nửa tiếng, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, là mỗi ngày được một ơn đại xá đó. Mà một ơn đại xá là giúp cho một linh hồn được lên thẳng thiên đàng, từ địa ngục lên thẳng thiên đàng. Đó là nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Vì vậy mà phải hiệp thông với Chúa Giêsu, phải sạch tội trọng, rồi phải hiệp thông với toàn thể hội thánh, thân mình mộ nhiệm của giáo hội. Thì theo luật ân xá năm 1968 thì ban cái ơn đại xá như vậy. Nhiều người không có biết những cái ân xá này, để chúng ta biết rằng một năm 365 ngày là mình có thể giúp được 365 linh hồn dưới địa ngục lên thiên đàng. 10 năm là mình có 3.650 linh hồn hỗ trợ mình, chứ không phải là mình sống cô đơn đâu. Mình làm việc là có trên trời các thiên thần, các thánh, Đức Mẹ giúp đỡ mình. Có Chúa Giêsu, có các thiên thần giúp mình, có các linh hồn ở địa ngục giúp mình, và hiệp thông cùng toàn thể hội thánh, chứ không phải là mình làm việc đơn độc một mình. Mình phải luôn luôn là sống trong sự hiệp thông với Chúa và với toàn thể hội thánh. Thì đời sống của mình bắt đầu cái hạnh phúc thiên đàng từ bây giờ rồi, chứ không phải chờ tới ngày chết về bên kia thế giới đâu. Về bên kia thế giới là chúng ta được vĩnh viễn thuộc trọn về Chúa và hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Như vậy là mình đã học qua các bài học tin có Thiên Chúa, vì những lý do nào mà mình tin có Chúa. Mình phải có một cái suy tư rõ ràng để mình xác tín cái niềm tin của mình. Và Chúa nói với mình qua lời của Chúa, qua hội thánh của Chúa. Rồi chính Chúa Thần nói vào trong lương tâm của mình. Vì vậy mà mình phải sắp xếp để đọc lời Chúa mỗi ngày. Rồi trong kinh thánh nói cho mình biết, chứ thật sự mình thế nào biết được, là Thiên Chúa là một cộng đoàn yêu thương, có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và biết có Chúa thì phải có giờ cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện với Chúa có thể bằng những kinh mình đọc, như kinh Lạy Cha, kinh Kinh Mừng hay lần chuỗi mân côi. Cũng có thể cầu nguyện bằng chính lời của mình, nói với Chúa. Nói với Chúa về những lời nguyện tắc chẳng hạn. Con dâng cái hy sinh này hay là giờ làm việc này cho Chúa, vì con yêu mến Chúa, xin Chúa cứu rỗi các anh hồn chẳng hạn. Hay là Chúa giúp cho gia đình con vượt qua cái khó khăn hiện tại, hay là cầu cho một cái ơn hoán cải của một người nào đó, để họ được ơn hoán cải, họ về với Chúa, thì họ không có còn quậy phá gia đình nữa. Chẳng hạn như cầu nguyện cho người đó bị dính vào nghiện rượu chẳng hạn, để cho họ thoát khỏi cái tình trạng nghiện rượu. Mình cầu nguyện và Chúa làm. Phần của mình cầu nguyện thôi, mình giao cho Chúa, phần còn lại để Chúa làm. Tại vì sức mình biết là mình làm tới đó thôi, không làm hơn được. Thì mình nỗ lực làm cái gì có thể, rồi mình nói với Chúa, xong rồi mình tín thác vào Chúa, mình giao cho Chúa. Và Chúa có cách, Chúa làm. Rồi khi mình biết có Chúa rồi, thì mình phải cầu nguyện, rồi mình biết rõ hơn là cùng đích của mình là để sống mãi mãi với Chúa trên thiên đàng. Thì mình đã học qua bài thiên đàng là gì. Rồi nếu mà mình làm theo ý của mình, mình phạm trọng tội thì mình rơi vào hỏa ngục đời đời. Còn mình có những tội nhẹ hoặc là đền tội mà chưa đủ, thì mình còn có một cái nơi để đền tội là địa ngục. Rồi đó là những cái bài để chúng ta học qua, chúng ta biết là đời sống của mình nó có một cái cùng đích rõ ràng.
chứ không phải chỉ có dừng lại ở trong cái tình trạng là đi tìm tiền bạc, danh vọng, lạc thú rồi đấu đá với nhau ở trần gian xong rồi có thể đạt được đi, cho là 1 tỷ đô la đi, nhưng mà rồi 100 tuổi mà cũng bỏ lại, rồi đi đâu đây? Cho nên mình phải xác định rõ ràng, phải làm một cái bài toán đơn giản thôi để mình lựa chọn một cách khôn ngoan cùng đích của đời mình là cái gì. Mình đặt hạnh phúc của mình nơi tiền bạc, ngày kia mình bỏ đi, mình chết thì mình đâu có được cái gì, đâu có mang theo được. Hạnh phúc của mình nếu đặt nơi một người nào đó, rồi người đó cũng sẽ chết, người đó cũng không cho mình sự sống đời đời, hạnh phúc đời đời được, thì cũng không thể đặt nơi một con người được. Hoặc là một địa vị, danh vọng nào đó, đạt tới chức tổng thống hay là thủ tướng hay là người ta khen tặng mình cái này cái kia rồi bao nhiêu bằng khen, rồi cũng chẳng có mang theo được, mình chết thì người ta cũng bỏ rác thôi. Như vậy hạnh phúc của mình phải đặt vào cái đấng nào có quyền ban sự sống là chính Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu Kitô, Ngài yêu chúng ta, Ngài đến với chúng ta thì Ngài có quyền để sống lại, thì Ngài cho chúng ta sự sống đời đời. Còn tất cả những người trần gian không có ai có thể cho mình sự sống đời đời hết. Có thể dạy mình ăn ngay ở lành, có thể giúp mình để chúng ta hoàn thiện hơn một chút, nhưng mà cho sự sống đời đời thì không thể nào cho được. Tại vì chính mỗi người chúng ta đều không làm chủ được mạng sống mình mà, thì làm sao có thể cho người khác sự sống đời đời được. Vì vậy chúng ta phải tìm một cái nguồn hạnh phúc đích thực là chính Chúa Giêsu Kitô mà Chúa Cha ban xuống cho nhân loại để chúng ta sống cái hạnh phúc đó mãi mãi, chứ không phải là chỉ có mấy chục năm ở trần gian. Vì vậy mà những bài học chúng ta học vừa qua để chúng ta xác nhận cái cùng đích của mình là nên một với Chúa Giêsu Kitô, là nguồn sự sống, là nguồn tình yêu, là nguồn hạnh phúc. Đạo Công giáo không phải là một mớ luật lệ giống như luật đi đường để chúng ta giữ, không giữ thì gây tai nạn. Nó không phải đơn giản như vậy, nhưng mà là một sự liên kết ngôi vị của mình với ngôi vị Chúa Giêsu bằng tình yêu, chứ không phải là dừng lại ở một mớ luật lệ, mà đây là giữa hai tâm hồn yêu thương nhau mà Chúa yêu trước. Chúa yêu đến chết trên thập giá, và Chúa ở lại với chúng ta qua Bí tích Thánh Thể để trao ban thịt máu của Ngài cho chúng ta. Cho nên thánh lễ là trọng tâm của đời sống Kitô hữu. Chúng ta phải xác quyết như vậy để chúng ta sắp xếp cái thời khóa biểu của mình đó. Cái giờ ưu tiên một là giờ cầu nguyện với Chúa trước tiên, rồi sau đó mình xin Chúa đồng hành với mình, chúc lành cho mình trong mọi việc mình làm. Rồi có giờ đi giữ thánh lễ, rước lễ, đọc kinh thánh. Nếu không á, là mình cứ dừng lại là một năm 365 ngày á, ngày nào mình cũng làm hết á. Rồi ở Mỹ mà muốn thì làm từ 8 giờ sáng tới 12 giờ đêm cũng có việc như thường. Mà chúng ta cứ tưởng tượng đi, 8 giờ sáng mở mắt ra làm tới 12 giờ đêm là bao nhiêu, là 16 tiếng. Xong rồi cái về nhà ăn ngủ xong rồi sáng dậy mở mắt làm tiếp, ngày nào cũng làm hết, làm tới khi nào lên vô nhà thương bệnh mà. Tới lúc bệnh rồi thì vô nhà thương nằm rồi chờ chết. Thì cuộc đời của mình được cái gì? Thì đúng là mình nô lệ cho tiền. Mình phải suy nghĩ kỹ. Cho nên mình có một cái thời khóa biểu nó làm sao nó hợp lý và nó có lý lẽ cho đời mình. Mình phải có một cái suy tư. Mình học giáo lý không phải là để biết về luật lệ hoặc là đi theo một cái tôn giáo. Mà cái quan trọng là cái tư tưởng đúng để mình đi và mình lựa chọn một cái cùng đích của đời mình, một ý nghĩa cho đời mình, và đời sống của mình nó đặt tất cả trọng tâm vào Chúa Giêsu là đấng có quyền ban sự sống đời đời cho chúng ta, chứ không thể chỉ dừng lại một số luật lệ về luân lý hoặc là luật lệ của Hội Thánh, không phải chỉ dừng lại bao nhiêu đó, mà là cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa Giêsu đấng yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, và mình cũng đáp trả lại cái mối tình yêu đó bằng tất cả cái lòng của mình yêu mến Chúa, và mình làm mọi việc trong tình yêu với Chúa Giêsu để thực hiện ý của Chúa Cha
nhờ Chúa Thánh Thần thánh hóa và giúp cho mình để mỗi ngày mình có thể yêu Chúa và yêu nhau vô điều kiện. Và lúc đó mình có một đức tin trưởng thành, một tình yêu trưởng thành. Chứ không phải là gió chiều nào mình ngã chiều đó, hoặc là gặp thử thách thì mình bỏ cuộc, gặp gian nan thì mình bỏ cuộc. Ngay cả những cái trường hợp mà như bây giờ không có thánh lễ, nhà thờ đóng cửa, rồi tương lai chẳng hạn như Bắc Đạo chẳng hạn, nó đóng cửa nhà thờ, không có lễ nữa, không gặp linh mục nữa, giống như dân Nhật vậy, 200 năm không có linh mục, nhưng mà họ vẫn giữ được niềm tin của họ. Cho nên mình cần cái đức tin trưởng thành để sống cái niềm tin của mình với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cái điều đó là cái điều quan trọng để từng người chúng ta khi học hỏi giáo lý, chúng ta đạt tới cái một đức tin trưởng thành thực sự ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và mình cùng một phán đoán, một suy nghĩ giống Chúa Giê-xu thì phải suy niệm cuộc đời Chúa Giê-xu và lời dạy của Chúa Giê-xu. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị rất là nhiều những cái tư tưởng sai lạc ở trong thế giới này. Nó giúp mình suy nghĩ tầm bậy theo cái hướng của truyền thông xã hội nó hướng dẫn. Rồi cuối cùng mình đi theo cái trào lưu của xã hội, mình suy nghĩ theo cái điều mà người ta đã bớm sẵn cho mình để họ dẫn dắt mình đi sai đường. Cho nên mình phải có một lập trường, một đức tin trưởng thành rõ ràng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Rồi ngày mai mình sẽ học tiếp bài thứ 13 về tội nguyên tổ. Xin cảm ơn quý bà anh chị em. Bây giờ chúng ta đọc kinh sáng danh. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen.